Ok, sau khi chúng ta tải về rồi á thì chúng ta sẽ update cho cái đàn. Chúng ta nhấn đồng thời nút tab và chúng ta nhấn đề máy lên. Đấy. Cho nó kêu là update mod. Thì chúng ta ngồi chờ đến khi nào mà nó update xong rồi thì vậy là chúng ta đóng firmware mới. Và chúng trước khi như thế này thì yêu cầu các bạn phải giữ lại cái phần backup của nó. Là cái version cũ của nó chúng ta phải giữ lại. Nếu chúng ta không giữ cái backup cũ thì nó sẽ mất tiêu luôn, nên là rất ổn, nên là chúng ta lưu ý trước khi làm như thế này, chúng ta phải backup cái đàn lại nha, nếu không thì kiếm cái backup khác hay hơn cũng được. Ok, như vậy là xong, chúc các bạn thành công.